Chào các bạn, không biết là em bé nhà các mẹ khi ngủ thì có bị mồ hôi trộm như thế này không ạ? Em bé nhà mình dạo gần đây thì khi ngủ thường hay bị mồ hôi trộm như thế này. Vì vậy mình sẽ làm gối lá đinh năng cho bé để hạn chế cái việc ra mồ hôi trộm này. Và nhân đây thì mình cũng xin chia sẻ với các mẹ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm nha. Và để thực hiện thì các mẹ cần chuẩn bị nguyên liệu rất là đơn giản thôi, đó là lá đinh lăng và bông. Ở đây thì các bạn nhìn thấy lá đinh lăng này có rất nhiều loại, lá đinh lăng loại to và lá đinh lăng lá nhỏ như thế này. Và chúng ta thường sử dụng cái lá đinh lăng nhỏ này thì sẽ thơm hơn, còn nhưng nếu như các bạn không kiếm được thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái lá đinh lăng to, nó vẫn thơm nhưng mà ít thơm hơn. Và như cái video trước mình cũng có chia sẻ là đinh lăng này các bạn có thể sử dụng để kho cá được. Tuy nhiên thì các bạn lấy cái phần ngọn non thôi, cái phần già như thế này thì chúng ta sẽ tận dụng để làm nước uống và hoặc chúng ta có thể làm gối cho bé. Các bạn thông cảm là do tiếng địa phương nên là mình hơi ngọng một chút nha. Đây, ở đây các bạn nhìn thấy lá đinh lăng như thế này rất là tốt đấy. Ngoài việc các bạn có thể sử dụng cho bé làm gối, chúng ta làm nước uống rất là thơm, rất là ngon. Và lá đinh lăng sau khi các bạn lấy về thì chúng ta sẽ rửa sạch và phơi khô, để ráo nước phơi khô để chúng ta sẽ đến công đoạn tiếp theo là làm gối cho bé. Công việc làm gối này rất là đơn giản thôi, chúng ta sử dụng những cái lá đinh lăng như thế này, sau đó phơi khô thì chúng ta sẽ sao lên để làm gối cho bé. Và việc sử dụng lá đinh lăng này không chỉ giúp cho bé tránh mồ hôi trộm mà còn có rất là thơm, giúp cho dễ ngủ, và mình cũng dùng luôn để làm gối cho cả gia đình mình. Ở đây là lá đinh lăng sau khi mình đã phơi khô như thế này, có một phần những cái lá to hơn thì chưa khô thì mình sẽ dùng những cái lá khô này mình làm gối cho bé trước, còn gối của vợ chồng mình thì mình sẽ làm sau. Và ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, vì để làm gối này chúng ta chỉ cần một lượng rất là nhỏ là đinh lăng thôi. Đây là đinh lăng nhá, sau khi các bạn đã phơi khô thì chúng ta có thể bỏ bớt những cái cọng này đi và chúng ta chỉ cần lấy phần lá một phần để chúng ta sao được đều, có nghĩa là khi sao được khô đều. Thứ hai là để tránh trường hợp là những cái cọng này làm cho bé đau đầu khi gối ấy, lẫn vào bông. Đây là phần lá sau khi mình đã bỏ bớt cái cọng này thì các bạn có thể rửa lại, nếu như phơi bị bụi bẩn thì các bạn có thể rửa lại hoặc chúng ta sẽ sao luôn. Ở đây thì mình sẽ rửa qua, sau đó mình sao, thì lúc đầu thì do lá ướt và chảo ướt nên các bạn có thể để lửa to, nhưng sau đấy thì các bạn có thể giảm lửa vừa và lửa nhỏ để chúng ta sao lá được vàng đều và thơm, rất là thơm các bạn ạ. Để sử dụng lá đinh lăng thì các bạn có thể dùng một cái lượng rất nhỏ lá đinh lăng để trộn với bông thôi, bởi vì lá này rất là thơm. Nếu như các bạn sử dụng nhiều quá thì nó làm thơm quá, làm khi chúng ta ngủ có cảm giác sẽ bị khó chịu, kiểu như nhức đầu, kiểu như quá thơm. Vì vậy theo mình ấy, thì các bạn có thể sử dụng tỷ lệ 1 5 hoặc 1 6 thôi, có nghĩa là 5 phần bông thì chúng ta chỉ sử dụng một nắm nhỏ một phần lá đinh lăng thôi, trộn loáng thoáng và như vậy là rất là thơm và dễ ngủ. Còn nếu các bạn sử dụng quá nhiều thì nó cũng gây ra ức chế vì quá thơm. Và các bạn cứ đảo đều như vậy đến khi khô nhé. Đây các bạn sao thật khô để khi chúng ta trộn vào bông nó không bị mốc và để được lâu. Lá đinh lăng này để được khá lâu ạ. Bình thường nếu mà sau một thời gian dùng thì các bạn có thể phơi lại cả gối, cả bông. Chúng ta chỉ cần giặt cái vỏ thôi đúng không ạ? Cái phần lõi bên trong chúng ta chỉ cần phơi thôi. Và đây là phần lá sau khi các bạn đã phơi rang khô ấy, thì bây giờ đến một công đoạn tiếp theo người ta gọi là hạ thổ. Thật ra thì mình cũng thấy là thường mẹ mình làm là rang khô rồi hạ thổ, chắc là để cân bằng âm dương hoặc là có tác dụng gì đó sẽ tốt hơn. Vì vậy các bạn sẽ dùng úp xuống đất nhé, để khoảng 10 đến 15 phút để cho nguội, thì sau đó chúng ta sẽ làm gối. Đấy, các bạn cứ để úp xuống đất, các bạn có thể lau sạch hoặc là lót thêm một cái tờ giấy. Và đây là lá đinh lăng thì sau khi mình đã hạ thổ xong nguội thì bây giờ để đây và chúng ta sẽ chuẩn bị bông để làm gối. Và chúng ta đã gần xong rồi, rất là nhanh phải không ạ?
Bây giờ với một cái lượng bông như thế này thì các bạn chỉ trộn một cái lượng nhỏ lá đinh lăng thôi nhá. Như mình đã nói thì các bạn có thể chia sẻ cái tỷ lệ 1:5 hoặc 1:6 thôi, có nghĩa là 6 phần bông thì chúng ta chỉ cần sử dụng một phần lá đinh lăng, của 5 phần bông thì sử dụng một phần lá đinh lăng thôi. Thì như vậy là thoang thoảng thơm vừa. Sau đó thì bây giờ các bạn sẽ trộn đều cái phần lá đinh lăng này với cái phần bông. Vừa có tác dụng các bạn tách cái bông này ra để cho cái gối được tơi. Đấy, vừa một phần là chúng ta sẽ trộn đều để có tác dụng thơm đều cả gối đúng không ạ? Nhà mình thì dùng gối này cho cả gia đình nên là rất là thơm. Và gối đá đinh lăng này sử dụng được khá lâu. Nếu như nhà có sẵn lá đinh lăng thì cũng khoảng chắc phải vài tháng hoặc đến 1 năm thì các bạn cần thay một lượng mới. Thay thì các bạn cũng có thể chỉ cần nhặt bớt những cái lá đinh lăng ra, chúng ta trộn với phần khác vào. Hoặc là các bạn có thể thay gối mới, đó là tùy điều kiện và tùy sở thích của các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ trộn đều như thế này. Rất là thơm ạ. Và gối này thì là mình sử dụng cái bông cũ, cái gối cũ của bé. Sau đó các bạn sẽ trộn đều. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn là chỉ cần nhét cái bông này vào cái ruột gối. Nếu như các bạn có một cái ruột gối riêng và vỏ gối riêng thì khi vệ sinh hoặc là khi phơi cũng rất là tiện. Thì ở đây thì do cái gối này là gối của bé là dùng lại cái vỏ gối của chị, nên là mình sẽ dùng luôn cái vỏ gối này và chưa có cái lót gối. Các bạn dùng luôn một cái lõi và một cái vỏ nhé. Chúng ta cứ nhét đều vào đây thôi. Như vậy là chúng ta rất là đơn giản để có thể sử dụng một cái gối đá đinh lăng ở tại nhà cho bé. Và mình hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bây giờ nhìn các bạn nhìn thấy thành phẩm đấy, gối lá đinh lăng ở đây thì mình chưa có cái vỏ lõi nhé. Các bạn có thể sử dụng may thêm một cái lõi gối thì khi vệ sinh hoặc phơi được tiện hơn. Và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và ủng hộ cái fanpage và cũng như website của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.